trong quá trình sống và làm việc ở Úc á, thì mình phát hiện ra một cái điều khá là ngược so với Việt Nam. Đó là những người mà làm những công việc lao động tay chân bên này á, mức lương, mức thu nhập của họ lại cao hơn là những người làm việc trong văn phòng. Ban đầu thì mình thấy rằng là nó khá là kỳ lạ, nó vô lý, nhưng mà dần dần thì mình nhận ra là đó là bình thường. Vậy thì tại sao lại có cái chuyện đó xảy ra? Liệu rằng là chúng ta có thể làm được một điều đó, gì đó là tương tự ở Việt Nam hay không? Thì trong clip này tôi sẽ phân tích. Dĩ nhiên là có rất là nhiều nguyên nhân nó tạo ra một cái sự kiện như vậy. Nhưng trong clip này tôi sẽ chỉ nói những cái nguyên nhân cơ bản, thì hy vọng là nó sẽ giải thích cho các bạn một phần nào đó cái thắc mắc đó. Thường thì ở Việt Nam là cái bằng cấp là không có nhiều giá trị sử dụng. Nhưng mà bên Úc thì ngược lại, bằng cấp được nhà nước quản lý rất là chặt chẽ nha. Tại sao tôi biết được điều đó? Đó là do là trong quá trình mà xây nhà, tôi phát hiện ra một số cái vị trí là mình không được quyền mình đụng vô. Ví dụ như là thợ điện nè, thợ ống nước nè. Đó, một số những cái vị trí khác thì là họ yêu cầu là phải có license. Thì cái license ở bên này nó giống như gọi là giấy phép. Tôi nói ví dụ như là thợ xây chẳng hạn. Một cái người mà muốn làm thợ xây á, thì đầu tiên phải người ta phải đi học đúng không? Nhưng mà khi mà người ta học xong thì người ta sẽ có một cái bằng đó là gọi là bằng tốt nghiệp thôi, diploma hay là degree thôi, chứ chưa phải gọi là license. Thì anh ta sau khi mà có cái bằng tốt nghiệp đó, anh ta phải đi làm việc cho cái người chủ, cái người mà có cái bằng license á, có bằng full license á. Anh thợ đó sẽ phải làm khoảng mấy ngàn giờ hay bao nhiêu năm đó, tùy theo cái nghề nghiệp của anh ta. Ví dụ như thợ điện thì nó sẽ có cái thời gian khác, rồi thợ ống nước có thời gian khác. Ví dụ như giống như là cái anh nào mà muốn làm phi công đó, thì khi mà sau khi tốt nghiệp cái khóa phi công rồi, anh ta phải bay mấy ngàn giờ để anh ta mới trở thành phi công trưởng, để tự bay một mình đấy. Thì bên này hầu như là tất cả ngành nghề đều là như vậy, thì nhà nước sẽ quản lý vấn đề đó. Thì khi mà anh ta có được bao nhiêu giờ kinh nghiệm thì anh ta sẽ tới một cái cơ quan, tôi gọi là fair trading, thì tôi không rõ là những cái cơ quan khác thì họ có những tên gọi khác. Đạt được đủ cái điều kiện thì anh ta mới có được cái license, thì lúc đó anh ta mới có thể tự mình đi mở business riêng để tự làm, chứ còn không thì bắt buộc là phải đi làm công như người khác. Có cái license rồi đó thì anh ta mới tới các công ty bảo hiểm để mua bảo hiểm. Tại sao bên này thì hầu như là tất cả các ngành nghề, tất cả các business đều phải mua bảo hiểm, ngay cả khi mà các bạn bán. Ví dụ như tôi có người bạn là bán tã cho trẻ em, là họ cũng phải đi mua bảo hiểm để lỡ mà bậc phụ huynh người ta mua tã về cho trẻ em mà người ta bị cái gì đó thì có công ty bảo hiểm đứng ra cover đền bù. Cho nên là phải mua bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm bên này họ sẽ dựa vào cái license để họ bán bảo hiểm. Tức là nếu mà anh này là có license thì chắc chắn là anh ta phải có bằng cấp rồi. Rồi sau đó là phải có bao nhiêu giờ kinh nghiệm luôn. Thì coi như là có kinh nghiệm thì người ta mới dựa vào cơ sở đó, người ta mới bán bảo hiểm cho. Như ở Việt Nam mà không có quản lý được như vậy thì bây giờ đi mua bảo hiểm cũng khó, tại vì người ta không biết dựa vào đâu để đánh giá được cái năng lực của anh này về bán bảo hiểm. Cái là bên này là các người chủ nhà họ cũng có ý thức, họ sẽ khi mà một anh thợ nào tới, người ta đầu tiên ta sẽ hỏi là anh thợ này có mua bảo hiểm chưa. Tại vì nếu mà chưa mua bảo hiểm thì anh ta thì chủ nhà sẽ không mở cửa cho anh ta, cho anh thợ đó vô đâu. Ví dụ như tới sửa ống nước đi, mà làm hư ống nước, bể ống nước, thì đa phần là chủ nhà họ sẽ không gọi cái anh thợ đó quay lại sửa nữa, mà người ta sẽ gọi cho công ty bảo hiểm. Tại vì anh làm bậy một lần rồi giờ gọi anh sửa lại rồi lỡ hư nữa làm sao. Mua bảo hiểm thì cũng không có nghĩa là họ làm tùm lum tà la. Tại vì nếu mà họ làm bậy bạ rồi lỡ sau này mà công ty bảo hiểm họ đền nhiều quá, họ ghét lần sau là năm sau là họ không bán bảo hiểm nữa, hoặc là họ đẩy cái giá bảo hiểm lên làm mệt cho anh thợ. Anh thợ anh bắt buộc anh phải làm đàng hoàng. Thì khi mà anh có đầy đủ mọi thứ rồi, anh sẽ tự tin anh tới gặp chủ nhà, anh sẽ hét cái giá cao lên. Chủ nhà họ vẫn chấp nhận trả cái mức giá cao để họ mua cái sự an toàn. Cái dân bên này ý thức họ cao, ai cũng như vậy hết. Thì rõ ràng luôn là cái người thợ tự giác họ có ý thức. Càng nhiều người mua bảo hiểm thì sẽ có nhiều công ty cung cấp bảo hiểm, và họ sẽ cạnh tranh nhau về giá, và họ sẽ giảm giá bảo hiểm cho mấy anh thợ. Cho nên là cái giá dịch vụ bên này là càng ngày nó càng tăng, chứ không phải là cạnh tranh nhiều rồi nó giảm giá. Thì nhờ cái sự quản lý tốt,
cộng với lại cái ý thức người dân. Cho nên là những người lao động tay chân bên này, mình gọi là lao động tay chân ấy, nhưng mà tôi gọi là lao động kỹ thuật thì đúng hơn, càng làm lâu thì cái trình độ tăng lên, chất lượng dịch vụ nó tăng lên, cái thu nhập họ cũng tăng lên, tất cả đều có lợi. Thì đạt được như vậy là nhờ cái cách quản lý của dân bên này và cái ý thức của người dân bên này. Nhưng Việt Nam mình thì mình không làm được, lý do là không có ai quản lý cái vấn đề này cả. Hư hỏng cái gì đó thợ tới sửa thì cũng sửa, gọi là nghề dạy nghề thôi. Rồi ngay cả nghề dạy nghề cũng được đi, nếu mà anh ta có trình độ thì ít nhiều, ví dụ như có một cái cơ quan nào đó họ có cái hệ thống, họ lưu lại những cái thành tựu của anh, thì sau này nó sẽ dễ đánh giá cái khả năng, năng lực của anh này. Chứ bây giờ không có cái gì lưu lại rồi, giờ anh này nói là tôi gánh 1000 cái bóng đèn hay là sửa 1000 cái toilet thì bây giờ đâu ai tin được đâu, không có cơ sở để ghi chép lại. Thì đó là cái điều bất cập ở Việt Nam. Nhưng mà bên Úc thì người ta đã giải quyết cái điều đó từ lâu lắm rồi. Cho nên là những người mà lao động bên này, họ sẽ yên tâm với cái nghề của họ. Họ sẽ tiếp tục làm việc đàng hoàng, nâng cao tay nghề và vẫn làm cái nghề đó một thời gian dài, và vẫn có thể mua được nhà, mua được xe, đầy đủ mọi thứ. Cuối cùng là không có một cái sự phân biệt giữa là làm văn phòng hay là lao động tay chân rồi thế này thế kia. Cái mức thu nhập bên này nó đồng đều. Nghề nào cũng là nghề, mà để làm được như vậy là phải có sự quản lý. Như các bạn thấy đó, thì cái việc quản lý này là rất tốt. Nó đã xảy ra nó đã rất là thành công ở những nước phát triển rồi. Nhưng mà ở Việt Nam thì chưa ai làm những công việc này. Nhưng chắc chắn là trong tương lai người ta phải làm thôi. Tại vì thật sự nó tốt, nó giúp cho cái chất lượng cuộc sống nó tăng lên. Nhưng mà hiện tại thì ở Việt Nam mình, nhà nước thì không quản lý cái vấn đề này rồi. Mà cũng chưa có một cái tổ chức nào làm những công việc này. Cái ứng dụng nhiệm vụ mà tôi đang xây dựng, tôi đang cố gắng là đưa cái mô hình này bằng cách là nhiệm vụ đã ký hợp đồng với công ty bảo hiểm, giúp cho những cái người chủ nhà họ sẽ an tâm hơn trong cái việc là thuê thợ đến nhà để sửa chữa. Đồng thời là những người thợ khi mà họ làm những dịch vụ thông qua nhiệm vụ thì họ sẽ được lưu lại những cái công trình của họ, những cái dự án của họ, họ sẽ được lưu lại để sau này chúng ta sẽ dựa vào đó để chúng ta đánh giá được chất lượng dịch vụ, thì anh sẽ tự tin hơn cho cái nghề nghiệp của anh sau này. Thì đó là cái điều mà nhiệm vụ đang cố gắng xây dựng. Thì tôi hy vọng rằng là các bạn ủng hộ như vậy nhé. Tôi hy vọng là các bạn sẽ làm được.